Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Hoàng Thị Thúy Lan, Nguyễn Công Khế vào lò cùng thời điểm có liên quan gì với cựu chủ tịch nước? AFI tiếng Việt đăng bài bình luận của giáo sư Ja Abuja, giảng viên Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ Washington và trợ giảng tại Đại học Georgetown. Bài viết có tựa đề chính xác: điều gì đã xảy ra đối với chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng? Tác giả nhận xét, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Thường là người bị trừng phạt cuối cùng trong chiến dịch chống tham nhũng đã hạ bệ một loạt quan chức cấp cao, làm suy giảm lợi thế về ổn định chính trị của Việt Nam và khiến thị trường chao đảo. Theo tác giả, một số học giả mô tả rằng ông Thường là nhà tư tưởng của Đảng, tuy nhiên ông không phải là nhà tư tưởng, đồng thời cũng không phải là một quan chức cộng sản chỉ biết tuân lệnh. Ông Thường rõ ràng đang được chuẩn bị cho nhiệm vụ lớn hơn, ông có khả năng trở thành người kế nhiệm ông Trọng tại Đại hội Đảng 14 và cả Đại hội 15. Tóm lại, sự sụp đổ của ông khá ngoạn mục. Tác giả đặt câu hỏi, vậy ai muốn ông Thường ra đi và tại sao? Tất cả các con mắt nhanh chóng đổ dồn vào Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tác giả bình luận, không phải ai cũng vui khi Bộ Chính trị bầu ông Thường làm Chủ tịch nước vào tháng 2 năm 2023. Ít vui nhất có lẽ là ông Tô Lâm, người có thể coi nhiệm kỳ Chủ tịch nước là con đường để tẩy trắng những vụ bê bối của mình, trong đó có việc ăn thịt bò sát vàng. Tác giả nhắc lại việc 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất vì vận chuyển 11kg chất cấm vào tháng 4 năm 2023. Một trong số 4 tiếp viên này được đồn là cháu gái của ông Thưởng. Ở một đất nước mà tội phạm chất cấm sẽ nhanh chóng bị tuyên án dựa cột, nhưng cả 4 tiếp viên hàng không này đã được thả tự do với sự trừng phạt nhẹ nhàng. Thông điệp với ông Thưởng đã không thể rõ ràng hơn. Đối với ông Tô Lâm, tác giả nhận xét, chức chủ tịch nước sẽ giúp cho sự nghiệp chính trị của ông, đặc biệt nếu ông có thể đảm bảo đệ tử của ông Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang kế nhiệm ông tại Bộ Công an. Ông Lâm muốn tiếp tục có ảnh hưởng tại bộ đầy quyền lực này để kiểm soát các đối thủ và bảo vệ đế chế doanh nghiệp đang lớn mạnh của gia đình mình. Ông Lâm đã tiễn các đối thủ của mình ngày một nhiều. Tác giả dẫn nhận định của giới truyền thông, xem ông Lâm là người nhiều khả năng trở thành chủ tịch nước tiếp theo, coi đây là bước đệm để ông trở thành tổng bí thư vào năm 2026. Nhưng điều đó không cần thiết và đặt ra câu hỏi, vì sao ông Lâm lại muốn làm chủ tịch nước? Tác giả cho rằng, tuy chủ tịch nước được xem là một vị trí mang tính lễ tân, nhưng lại là một trong tứ trụ. Nếu chủ tịch nước chọn sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình thông qua mạng lưới những người được bảo trợ, thì vẫn có thể là một vị trí quyền lực như nhiệm kỳ của ông Lê Đức Anh năm 1992 đến 1997 và ông Trương Tấn Sang từ năm 2011 đến năm 2016 đã chứng minh. Tuy nhiên, tác giả cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an có một thứ mà Chủ tịch nước không có, đó là quyền điều tra. Tóm lại, ông Lâm không cần chức Chủ tịch nước để làm bước đệm cho việc trở thành Tổng Bí thư. Ông ấy có thể sử dụng vị trí hiện tại của mình để giữ cho các đối thủ phải ở thế phòng thủ. Tác giả nêu một ý kiến trái chiều với số đông rằng chúng ta cần xem xét một giả thuyết thay thế, đó là ai đó đã hạ ông Thưởng, buộc ông Lâm phải vào chức chủ tịch nước. Nếu ông Lâm bị buộc phải rời khỏi Bộ Công an, trong khi người kế nhiệm mà ông dày công ươm trồng không được lựa chọn, thì ông có thể dễ bị tổn thương về mặt chính trị trước những cáo buộc tham nhũng. Phải chăng ông Trọng đang nhắm vào đoàn phái mà Võ Văn Thưởng là người cầm đầu? Ngày 22 tháng 3, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA đã bình luận Nguyễn Phú Trọng đốt đoàn phái. Tác giả nhận xét bà Võ Thị Anh Xuân có thể nói đã chiếm một kỷ lục mới trong sinh hoạt chính trị thế giới. Trong cùng một nhiệm kỳ chủ tịch nước kéo dài 5 năm, bà đã lên giữ chức quyền chủ tịch tới 2 lần trước sau cách nhau hơn 1 năm. Bà Xuân lập kỷ lục nhờ tài đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch đốt lò bắt đầu từ năm 2016. Phải công nhận, ông Trọng đã quạt lò rất mạnh, than củi cháy với tốc độ quá nhanh, cả khối không kịp chạy. Tác giả nhận định, hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng đều mất chức vì những lý do giống nhau là chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu và vi phạm về những điều đảng viên không được làm. Có một quy tắc thời phong kiến ở Trung Quốc và Việt Nam, hình bất lượng đại phu, luật pháp không áp dụng lên tới các vị quan lớn, cho thấy cả một phe phái đang thất thế trong cuộc tranh giành quyền lực. Tác giả phân tích, bà Thúy Lan từng là Ủy viên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản trong thời gian ông Võ Văn Thưởng đóng vai trò lãnh đạo tổ chức đoàn từ năm 2006 đến năm 2011. Trước đó, nhà báo Nguyễn Công Khế từng làm tổng biên tập báo Thanh niên từ năm 1988 đến năm 2008 và người kế nhiệm là ông Nguyễn Quang Thông bị bắt. Báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Hai ông Khế và ông Thông bị tố cáo là phạm tội bán đất không phải của mình vào khoảng năm 2008. Vào lúc đó, Võ Văn Thưởng đang cầm đầu đoàn, tức là ông Thưởng chắc đã phải chuẩn y cho hai vị tổng biên tập bán đất công hoặc ít nhất là cũng phải chịu trách nhiệm để cho đàn em làm vậy.
nhưng phải đợi đến 16 năm tới đầu năm 2024, hai nhà báo mới bị truy tố. Như vậy, vẫn theo tác giả Hoàng Thị Thúy Lan, Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông trước đây đều là thân tín của Võ Văn Thưởng trong Đoàn Thanh niên Cộng sản. Họ cùng vào lò trong vòng 2 tháng trước khi ông Thưởng về vườn. Tác giả bình luận, ông Trọng đã thành công bắt chúng cả lò đoàn phái nhưng đốt lò cũng phải cẩn thận, kẻo cháy to không dập kịp mà dây đến mình. Vụ đánh đoàn phái lần nữa khơi lại những chuyện tham nhũng lạm quyền từ hàng chục năm trước mà xưa nay ai cũng coi đó là chuyện bình thường. Trong hàng ngũ cán bộ, những người có tuổi đảng vài chục năm trở lên, bao nhiêu người đang lo lắng không biết bao giờ đến lượt mình. Tổng Bí thư, chống tham nhũng mà lại tham nhũng thì tôi xử trước. Kính thưa quý vị, từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở nước ta thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu những bài học quý giá có giá trị về cả mặt lý luận và thực tiễn được rút ra. Trước hết cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu quyết liệt, nói đi đôi với làm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, tổ chức đơn vị trong phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, chủ trương thành lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng ở cấp tỉnh được thống nhất rất cao, song việc lựa chọn nhân sự cho cơ quan này thế nào rất quan trọng. Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử tiếp thu các ý kiến tâm huyết sâu sắc của cử tri tại hội nghị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, với vấn đề sớm sửa luật đất đai được nhiều cử tri đề cập, Tổng Bí thư cho biết đây là ý kiến rất đúng, rất trúng. Hội nghị Trung ương vừa họp bế mạc cách đây 2 ngày và vấn đề số 1 là bàn về đất đai. Đây là vấn đề hết sức cơ bản, cực kỳ quan trọng nhưng cũng đang có nhiều vấn đề phải tiếp tục giải quyết. Nhắc lại thực tế, nhiều người giàu lên vì đất nhưng nhiều người khốn khổ, nghèo đi vì đất, mất cả tình cảm cha mẹ anh em vì đất. Tình trạng 75% các khiếu kiện của nhân dân cũng xung quanh đất đai. Tổng Bí thư cho biết tại Hội nghị Trung ương 5, Trung ương Đảng đã thống nhất trên cơ sở nghị quyết mới của Trung ương. Quốc hội sẽ nghiên cứu, xem xét sửa luật đất đai để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của đất nước. Tổng Bí thư cũng lưu ý, liên hệ với thủ đô thì đất càng quý, người đông, đất thì hẹp, cho nên mong lãnh đạo thủ đô quan tâm hơn nữa đến vấn đề đất đai, tấc đất, tấc vàng, nhất là giá đất bao nhiêu rồi, bao nhiêu khu công nghiệp, đô thị mọc lên, vân vân. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho hay, việc sửa thế nào để phát huy thế mạnh của đất đai thì khó lắm, không đơn giản. Phải nghiên cứu, tổng kết mang tầm chiến lược nhưng phải thiết thực hàng ngày. Ông nhấn mạnh, đây là vấn đề làm dần từng bước, hoàn thiện dần. Đối với vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư cho biết, đã nói từ lâu và làm từ lâu rồi, nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Theo Tổng Bí thư, trong 10 năm trở lại đây, từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì rất nhiều cán bộ đã bị kỷ luật, xử lý. Tổng Bí thư nói, 10 năm qua tình hình thế nào thì các bác biết, mất bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, bí thư tỉnh ủy, bao nhiêu người phải ngồi tù rồi, cả công an, quân đội, không lĩnh vực nào không dính cả. Ông cũng thông tin tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Trung ương Đảng thống nhất rất cao và hỏi ý kiến địa phương thì 100% đồng ý lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung ương quyết rồi, sắp tới là triển khai thực hiện, bố trí cán bộ ra làm sao để Ban chỉ đạo này phát huy được như Ban chỉ đạo Trung ương 10 năm qua. Tất nhiên sắp tới còn phải hướng dẫn thế nào, quy chế làm việc ra sao, nhất là chọn nhân sự thế nào. Chứ ông vào đây chống tham nhũng, ông lại tư túi, ông lại vướng vào tham nhũng, thì ông còn chống ai nữa? Ông nào vướng vào đây, tôi xử trước. Xin nói thẳng là như thế, nếu không thì không làm được, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư cũng cho biết trước đây chỉ nói chống tham nhũng, lãng phí. Mới đây Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đổi tên, thêm cả việc chống tiêu cực. Tổng Bí thư nói, tiêu cực thì nhiều lắm, nhưng trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Cái đó làm hư hỏng con người. Dẫn số liệu xử lý kỷ luật cán bộ từ đầu năm 2023 tới nay, Tổng Bí thư cho biết, mới đây công bố một số vụ được dư luận quần chúng rất hoan nghênh. Các bác chắc đã biết vụ cụ thể thế nào rồi, cũng không cần thiết phải nói cụ thể, nhưng đang làm. Làm lộ, nó lại chạy, lại trốn, lại cấu kết nhau đối phó. Tổng Bí thư cho hay, gần đây đã khởi tố nhiều bị can là cán bộ cao cấp, cả đương chức, cả nghỉ hưu, cả trong lực lượng công an, quân đội. Có những tỉnh, những ông bí thư tỉnh, 3-4 khóa vừa rồi, vẫn kỷ luật. Tổng Bí thư chia sẻ, Bộ Chính trị mới thi hành kỷ luật gần đây tập thể cả tỉnh, cả bí thư, cả phó bí thư, cả chủ tịch. Lúc đầu cũng cãi, cũng bảo vệ ý kiến thế nọ thế kia, nhưng đưa ra Bộ Chính trị chứng cứ thế này, phân tích có lý, có tình thế này, làm sao chối được. Cuối cùng thấy nhận hết cả. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc xử lý cán bộ rất nghiêm minh, song cũng nhân văn, xử người này để răn đe người khác, giáo dục người khác, chứ không phải xử nặng, không có tình có nghĩa gì với đồng chí của mình. Tôi đã nói không thích thú gì kỷ luật đồng chí đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót.
Các đồng chí thấy khi nào tôi nói về vấn đề này cũng đều rất xúc động, Tổng Bí thư nói, đồng thời lưu ý Hà Nội phải đi đầu cả nước trong công tác này. Tổng Bí thư cũng lưu ý thủ đô văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch, không thể để xảy ra những vụ việc đáng hoan hô. Tướng Đinh Văn ơi trời tới bến, truy ra 4 bao tài tiền chạy án của Đỗ Hữu Ca, cả gan chi đậm 35 tỷ để tẩy trắng tội trạng, chưa kịp ăn mừng đã đeo ngay còng số 8. Thưa quý vị, quá tự hào và phấn khởi khi thông tin Thiếu tướng Đinh Văn ơi được điều chuyển về Quảng Ninh làm việc. Bà con, xóm làng đã rất vui mừng và sung sướng bởi mỗi khi nghe tên ông nơi thì tội phạm trộm cướp hay các thế lực ngầm cũng phải run sợ và khiếp vía trước sự quyết liệt và bản lĩnh của ông. Và mới đây nhất chính là chuyện Thiếu tướng Đinh Văn ơi xông vào tận sao huyệt để bắt sống ông cựu giám đốc công an Hải Phòng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bởi lúc còn ngồi trên ghế giám đốc, ông Ca được mệnh danh là có tiền và quyền, có quen biết, có quan hệ rộng nên ai ai cũng phải dè chừng và kính nể. Nhưng xui cho ông là tướng nơi lại thích chơi liều, ông từng tuyên bố rằng tôi lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước. Từ lúc ông nơi chuyển đến Quảng Ninh làm việc, ông đã tự tay chỉnh sửa bộ máy, đào tạo cán bộ làm việc một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Chẳng hạn như đã điều động bổ nhiệm 13 vị trí lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh, những người được ông tin tưởng, đánh giá là có tài năng và kinh nghiệm, đã được ông điểm mặt gọi tên. Điều quan trọng mà ít có một vị quan nào dám làm đó là công khai số điện thoại cá nhân cho bà con xóm làng, có nghĩa ông không có thời gian riêng để chăm sóc cho bản thân gia đình. Hễ có ai gọi phản ánh, tố giác tội phạm là ông sẽ khoác áo lên đường, luôn đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu, cho nên người dân cả nước từ người già đến trẻ con đều rất quý trọng và kính nể ông. Liệu với hành động sộc thẳng đại bản doanh Hải Phòng để tóm ông Đỗ Hữu Ca có khui ra nhiều bí mật của các ông lớn thượng tầng hay không, cùng làm rõ ngay thôi nào. Thưa quý vị, thật bất ngờ khi mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và các bị can, đồng thời chuyển tòa án nhân dân cung cấp để xét xử vụ án. Cụ thể, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 bị can khác về các tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Theo tài liệu điều tra năm 2007, ông Trương Xuân Đức sinh năm 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, quản lý điều hành công ty cổ phần Khánh Dung, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Bà Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Trương Xuân Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán, kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Trương Xuân Đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn cho đến khi bị bắt giữ. Trong quá trình đưa tiền nhờ ông Ca chạy tội, ông Đức bảo con trai là anh Trương Minh Thơ nhiều lần đến gặp ông Ca để hỏi về việc của ông Đức, nhưng đều được ông Ca trả lời đang lo việc cho ông Đức cứ bình tĩnh yên tâm. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức lại cùng vợ đến nhà ông Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở công an Hải Phòng, còn ở công an tỉnh Quảng Ninh thì đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Nếu cần, ông Ca sẽ bố trí cho sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang, đồng thời bảo Đức cứ yên tâm, về nhà ăn Tết không phải lo lắng. Vì nể nang ông Ca nên Đức và bà Ngọc Anh không sang Quảng Ninh gặp ông Giang, đồng thời tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, ông Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, ông Trương Xuân Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng. Nhưng ông Ca không trả lại tiền, còn lớn tiếng và đuổi bà Ngọc Anh về. Bà Ngọc Anh sau đó bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang chờ tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử theo thẩm quyền. Quá khổ, hàng trăm tiểu thương đang kêu trời vì chính quyền đóng cửa chợ để làm đường, tiền bồi thường chưa kịp đến tay người dân đã bắt dẹp sạch hàng hóa trong vòng 4 ngày. Thưa quý vị, quá đau lòng và xót xa khi hàng trăm tiểu thương cùng hàng loạt hộ gia đình đã đứng ngồi không yên, rơi nước mắt khi tin chính quyền bỗng dưng thông báo đóng cửa chợ Mai Động để làm đường. Đáng nói, hàng loạt sạp hàng trị giá hàng trăm triệu đồng của nhiều tiểu thương vẫn chưa thể di dời thì thời gian quá gấp rút.
Bên cạnh đó, có đến 200 hộ dân không chấp nhận bồi thường vì mức giá đưa ra quá rẻ bèo. Trong khi đó, tiền thuế mặt bằng, tiền nhập hàng hóa thì rất cao. Tình hình buôn bán ế ẩm suốt cả năm trời, đến lúc hoạt động ổn định trở lại thì lại bất ngờ thông báo đóng cửa, xây đường khiến ai ai cũng bàng hoàng và lo lắng. Đáng nói, 4 ngày là thời gian quá ngắn để tiểu thương cũng như hộ dân có thể sắp xếp và di rời. Diễn biến mới nhất của vụ việc này ra sao? Liệu tiền bồi thường có đến tận tay người dân? Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, theo thông báo, chợ Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội phải dừng hoạt động. Trong khi đó, 300 tiểu thương đang hoạt động tại chợ vừa mới nhập hàng để bán. Số lượng còn nhiều nên việc đóng cửa ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Các tiểu thương đều đồng tình với việc xây dựng đường Tam Trinh. Tuy nhiên, vấn đề hỗ trợ cho các hộ kinh doanh cũng cần được tính tới, trong đó là chế độ chính sách cho các tiểu thương bị ảnh hưởng từ giải phóng mặt bằng. Theo Ủy ban Nhân dân phường Mai Động, việc đóng cửa chợ để giao mặt bằng sạch cho dự án xây dựng đường Tam Trinh được thực hiện theo các thông báo từ Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, hiện đã xây dựng chính sách cho 300 tiểu thương kinh doanh tại chợ Mai Động. Theo đó là các mức áp giá hỗ trợ cho từng tiểu thương sẽ khác nhau, ưu tiên cho các hộ có đăng ký kinh doanh, nộp thuế với mức hỗ trợ cho mỗi hộ bằng mức lương tối thiểu nhưng không quá 6 tháng. Đối với việc đầu tư thêm tại các kiosk, hiện đang thống kê, kiểm đếm để có thêm mức hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn các tiểu thương đăng ký, tái kinh doanh ở các điểm chợ mới khi có nhu cầu. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh lên gần 3.355 tỷ đồng, tăng gần 1.288 tỷ đồng, trong đó sử dụng 1.000 tỷ từ nguồn cải cách tiền lương để đầu tư dự án, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn trì trệ do vướng giải phóng mặt bằng của hơn 200 hộ dân thuộc địa bàn phường Yên Sở và Mai Động. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do người dân không đồng tình với đơn giá bồi thường hỗ trợ và giá bán nhà tái định cư. Cùng với đó là những khúc mắc xung quanh vấn đề liên quan đến tính pháp lý khi quận Hoàng Mai ra thông báo thu hồi thêm 15 mét đất để mở rộng mặt các tuyến đường, đoạn từ Yên Duyên đến đường Vành Đai 3. Chợ Mai Động là một trong những khu chợ dân sinh lâu đời và sầm uất bậc nhất khu vực quận Hoàng Mai. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, bên trong chợ các kiosk bán hàng gần như đã được di rời, chỉ còn lại một số mặt hàng như rau tươi, thịt cá lác đác hoạt động. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1954, người có gần 30 năm thâm niên kinh doanh tại chợ Mai Động cho biết, chỉ có 4 ngày thì chúng tôi làm sao có thể xoay sở kịp. Hàng hóa có những hộ lên đến vài trăm triệu đồng, bây giờ phải bán tháo, hạ giá nhưng cũng không trôi. Theo các tiểu thương, do không thể kinh doanh trong các kiosk thuộc chợ, nên một số hộ buộc phải đem hàng hóa tồn ra ngoài bán thanh lý với giá rẻ, chỉ bằng 1/3 so với giá gốc, chấp nhận thua lỗ nặng nề. Về việc này, Ủy ban Nhân dân phường Mai Động giải thích, việc đóng cửa chợ Mai Động nhằm mục đích để giao mặt bằng sạch phục vụ dự án xây dựng đường Tam Trinh và thực hiện theo thông báo của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai. Đến nay, đơn vị này đã xây dựng chính sách cho 300 tiểu thương kinh doanh tại chợ Mai Động, trong đó sẽ áp các mức giá hỗ trợ cho từng trường hợp, ưu tiên cho các hộ có đăng ký kinh doanh, nộp thuế môn bài với mức hỗ trợ cho mỗi hộ bằng mức lương tối thiểu nhưng không quá 6 tháng. Câu chuyện buồn của các tiểu thương chợ Mai Động là không còn chỗ bán hàng phải đóng sạp trong thời gian ngắn, thì ở diễn biến khác, các tiểu thương chợ Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lại bức xúc vì giá thuê tăng chóng mặt. Kinh doanh tại chợ ế ẩm nhưng giá thuê sạp bất ngờ tăng mạnh, khiến tiểu thương chợ Thủ Đức không kịp trở tay, khó lại càng thêm khó. Phản ánh đến phóng viên, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, họ rất hoang mang sau khi nhận được thông báo điều chỉnh tăng giá dịch vụ, sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Tiểu thương chợ Thủ Đức phát sốt vì giá thuê sạp hàng trên trời. Theo văn bản trên, ba vị trí là trung tâm thương mại, chợ Thủ Đức A, chợ Thủ Đức B đều tăng giá thuê sạp. Giá mới chưa bao gồm tiền thuê đất và chi phí tiêu thụ điện, sử dụng nước, dịch vụ vệ sinh dọn rác và các chi phí phát sinh khác. Cụ thể, đối với khu chợ Thủ Đức B, các kiosk đầu hồi, lối đi lớn, giá thuê sạp dao động từ 29.000 đến 38.000 đồng trên 1 mét vuông trên tháng, tăng lên đồng 111.000 đồng trên 1 mét vuông trên tháng. Kiosk không đầu hồi, lối đi lớn từ 30 đến 34.000 đồng trên mét vuông trên tháng, tăng lên 103.000 đồng trên mét vuông trên tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, tức tăng gấp 3 lần mức ban đầu. Bà Đoàn Thị Thu Thủy, 69 tuổi, một tiểu thương kinh doanh giày dép, hộ tên Phan Thị Thu Vân ở khu trung tâm thương mại, than thở từ đợt dịch COVID-19 năm 2020 đến nay, việc kinh doanh vô cùng ế ẩm. Chợ mỗi năm càng ế, tôi lớn tuổi nên cố bám trụ để kiếm tiền dưỡng già. Tiền thuê quầy hàng tháng của tôi khoảng 135.000 đồng, nếu tăng tiền thuê lên 336.000 đồng một tháng, cộng thêm khoảng 75.000 đồng một tháng phí vệ sinh, bảo vệ nữa thì hơn 400.000 đồng một tháng, chưa kể điện nước. Trong khi doanh thu hàng tháng chỉ có 4-5 triệu đồng, lợi nhuận có được bao nhiêu đâu, bà Thủy nói.
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, 54 tuổi, chủ sạp kinh doanh trang mỹ phẩm quà lưu niệm Kim Cúc, số quầy từ 95 đến 100, tổng diện tích là 18m2, cách đó không xa, cũng cho hay việc khách hàng đổ xô mua hàng trên mạng khiến sức mua tại sạp giảm đến 70-80%. Tiền thuê sạp tôi đang trả mỗi tháng là 810.000 đồng, nếu tăng theo quy định sẽ lên khoảng 2.016 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm phí vệ sinh bảo vệ, tương đương tăng 2,5 lần. Trong khi đó buôn bán ế ẩm, tôi còn phải nuôi hai đứa con học đại học, khó khăn lắm, bà Cúc than thở. Hoặc tại khu chợ A, bà Hoàng Thị Thu Hằng, tiểu thương bán giày dép ra số quầy 38404244, tổng diện tích 32,55m2 cho biết, mức phí thuê phải trả hàng tháng khoảng 980.000 đồng một tháng, tương ứng 30.100 đồng trên 1m2. Nếu tăng theo thông báo mới, bà phải trả tới 3,64. Theo các tiểu thương khác, sau khi có thông báo tăng giá dịch vụ, một số tiểu thương đề nghị tăng theo lộ trình hoặc đợi chợ phục hồi trở lại rồi mới tăng giá. Một số tiểu thương khác còn đồng loạt ký đơn xin kiến nghị và đơn xin cứu xét gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức với mong muốn hoãn tăng giá dịch vụ. Bà Đoàn Thị Thu Hà, đại diện đơn vị quản lý chợ Thủ Đức cho biết, chợ là doanh nghiệp quản lý, còn giá cho thuê sạp do Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức quyết định. Hiện tại chợ Thủ Đức có 936 sạp nhưng chỉ có 634 quầy sạp còn hoạt động, 232 sạp không hoạt động và 70 sạp tạm ngừng. Tiểu thương khi nghe tăng giá thuê trong dịp cận Tết, có người lo lắng đến nỗi không dám nhập hàng. Lý giải về việc bà con tiểu thương phản ứng, bà Hà cho biết, những ký ốt đầu hồi, lối đi lớn tưởng chừng kinh doanh tốt nhất, nhưng hiện nay lại đang đóng cửa nhiều nhất do bán ế, thậm chí có người phá sản vỡ nợ, nên khi nghe tăng giá thuê sạp khiến họ vô cùng lo lắng. Tôi rất mong Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét hoãn tăng giá thuê 6 tháng đầu năm 2024 do chợ đang gặp nhiều khó khăn, sau đó tăng theo lộ trình để bà con dễ thở. Chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền vận động để tiểu thương chấp nhận, tránh việc bỏ chợ, bà Đoàn Thị Thu Hà kiến nghị. Việc một chợ truyền thống tăng giá thuê sang nhượng trong bối cảnh hiện nay quả là một điều đặc biệt, bởi tại nhiều nơi, cả những thành phố lớn lẫn huyện lỵ, chợ truyền thống đang gặp nhiều khó khăn, nhiều sạp hàng đã phải đóng cửa vì không có khách, người chủ lại lấy công nghệ số thành công cụ bán hàng cho mình. Nhiều tiểu thương chủ doanh nghiệp chuyển sang livestream, đơn hàng trên kênh này tăng mạnh, thậm chí lấn lướt cả hình thức bán hàng trực tiếp trước đây. Sạp hàng ế ẩm, chợ đóng cửa, tiểu thương lên mạng bán hàng gỡ gạc là cách làm sáng tạo. Đúng 15 phút, sạp Thái Trang tại chợ An Đông, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lên sóng livestream bán quần áo Tết trên Facebook. Những buổi livestream bán hàng thế này đều đặn diễn ra suốt 4 tháng qua và những ngày gần Tết lại càng sôi động, thu hút nhiều người xem hơn nữa. Chị Thái Trang, chủ sạp cho biết, từ đầu năm 2023, tình hình buôn bán ở chợ rất ế, sức mua những mặt hàng không thiết yếu như quần áo, giày dép, túi sách giảm tới 70% so với năm 2022. Khi livestream khách thấy thường may mũi chỉ, màu sắc sống, người thật, quần áo cũng thật, nên đặt nhiều. Lượng khách từ các tỉnh đặt hàng qua livestream tăng cao, hình thức livestream giúp chị em bán được nhiều hàng hơn, tiếp cận được lượng khách mới nhiều hơn, thay vì chỉ phục vụ khách cũ và ngồi chờ khách tới chợ. Ông Nguyễn Ngọc Luận, giám đốc công ty liên kết thương mại toàn cầu chuyên về các loại cà phê nông sản cũng cho biết, nhu cầu các loại hàng hóa năm nay không cao vì kinh tế khó khăn, bán hàng qua các kênh trực tuyến, đặc biệt là livestream trên TikTok, đang được doanh nghiệp tăng cường và đầu tư hẳn hoi đội ngũ livestream để lên sóng mỗi ngày. 3 tháng nay chúng tôi bắt đầu tư vào livestream bán hàng, kết quả rất khả quan. Khi doanh thu từ livestream tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước 30%, chúng tôi định hướng đẩy mạnh mảng này trong năm 2024, ông Luận cho biết. Rụng rơi, bắt quả tang hơn 10 tấn thịt heo thối đang chuyển đi tiêu thụ, mâm cơm người Việt ngập trong hóa chất. Thưa quý vị, đại diện Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hơn 10 tấn thịt heo đang phân hủy, bốc mùi hôi thối. Vâng, là 10 tấn. Nếu tính trung bình mỗi người ăn 2 lạng thịt mỗi ngày, thì số lượng thịt thối này sẽ đến với 5.000 người, nghĩa là 5.000 người sẽ được ăn hóa chất mang tên thịt lợn, một con số quá khủng khiếp. Được biết, tại thời điểm kiểm tra, một chiếc xe chở 5.340 kg thịt heo, chiếc xe còn lại chở 4.680 kg. Làm việc với cơ quan chức năng, cả hai tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có dấu kiểm dịch. Thịt lợn là món ăn chủ đạo của nhiều gia đình, tuy nhiên thịt lợn bệnh, mỡ bẩn, lòng lợn thối vẫn ngang nhiên được biến hóa thành tươi ngon nhờ hóa chất, khiến mâm cơm người Việt ngập trong độc tố. Cùng chúng tôi cảnh giác với những công nghệ chế biến thực phẩm bẩn sau đây. Công nghệ tẩy lòng thối 2 ngày thành lòng tươi giòn. Phóng viên đã thử nghiệm chất tẩy đường với một mớ lòng lợn để 2 ngày. Kết quả, toàn bộ lòng non và lòng già bốc mùi hôi thối, còn màu vàng úa sau khi ngâm với hóa chất tẩy đường trở nên trắng phau, tươi mới và giảm mùi hôi thối rất đáng kể. Theo người bán chất tẩy này, đây là loại hóa chất có công dụng thần kỳ, ngoài tẩy rửa hoa chuối trắng đẹp thì còn tẩy trắng được thịt lòng, khử mùi hôi của thịt, giữ thịt tươi lâu và nhiều loại thực phẩm khác.
việc nhiều tiểu thương dùng các hóa chất lọc tẩy trắng lòng, chế dạ dày lợn nhằm thu hút thị hiếu của khách hàng cũng đã được báo chí phản ánh. Rau muống tưới dầu nhớt xanh mơn mởn. Không ai có thể phủ nhận rau muống là một loại thực phẩm phổ biến và rất ngon trong mâm cơm của người Việt. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều nơi người dân vì lợi nhuận cũng đang sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để ngâm loại rau này, hoặc nhiều nơi người dân tưới rau muống bằng nhớt thải, thịt lợn chứa chất tạo nạc. Thịt lợn là một loại thực phẩm phổ biến nhất trong bữa cơm hàng ngày của người Việt. Từ thịt lợn có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, ngon miệng cho gia đình thưởng thức. Thế nhưng, những người chăn nuôi lợn lại vì mục đích lợi nhuận, nhiều cơ sở kinh doanh đã không ngần ngại sử dụng trái phép sabotanol, một chất tạo nạc trong chăn nuôi. Đây cũng là chất tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Người chăn nuôi thường pha chất này với thức ăn cho lợn trong khoảng từ 1 đến 2 tháng, thậm chí là 15 ngày. Sau khi sử dụng khoảng nửa tháng, người chăn nuôi phải cho lợn xuất chuồng, vì nếu không, chúng sẽ thoái hóa, có thể tạch. Do đó, nếu ăn phải thịt lợn chứa chất tạo nạc, người sử dụng sẽ ăn trực tiếp tồn dư các chất đó. Theo các chuyên gia phân tích, chất tạo nạc đi vào cơ thể lợn sẽ làm máu ở phần thịt nạc dồn lên phía mỡ bên trên. Sau đó, phần mỡ này chuyển dần sang màu đỏ giống như thịt nạc, khiến nhiều người tiêu dùng lầm tưởng. Tuy nhiên, khi sử dụng trái phép trong chăn nuôi, người ta thường dùng với liều lượng cao gấp 5 đến 10 lần so với quy định, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Khi cơ thể con người tiêu thụ, sau một thời gian tích lũy trong cơ thể sẽ bị nhiễm độc, gây nhức đầu, run tay chân, buồn nôn, nhịp tim nhanh, làm tăng hoặc hạ huyết áp, rối loạn tiêu hóa. Trường hợp ngộ độc nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôm cá bị tiêm hóa chất tăng trọng. Ngoài thịt lợn thì tôm cá đều là những thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nên là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn, bổ dưỡng. Tuy nhiên, giới kinh doanh thủy hải sản râm ran về loại hóa chất hòa tan trong nước mà khi ngâm vào sẽ khiến cá tôm mực tăng trọng lượng gấp rưỡi chỉ trong vòng vài giờ, giúp người bán hàng thu lợi lớn hoặc có thể bán thủy hải sản giá rẻ mà không lỗ. Ví dụ, tôm sú được bơm tạp chất gồm rau câu và bột màu trắng không nhãn hiệu để tăng trọng lượng.